Giờ vàng có màu sắc rất là đẹp thì mình tắt bếp. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bây giờ mình vào bếp để chế biến một cái món rất là đơn giản để mà ăn với bánh mì sandwich buổi sáng nha các bạn. Ở đây mình có 50g thịt nạc xay, một quả trứng gà và một tép hành tím đã xắt ra rồi. Mình bỏ hành vào, bỏ trứng gà vào trong thịt. Bỏ vào đây một xíu bột canh, ít thôi các bạn. Một ít tiêu xay. Đầu tiên mình sẽ trộn cho trứng và thịt quyện vào nhau. Mình bỏ vào đây một thìa cà phê bột mì đa dụng. Sau đó trộn một chiều. Mình trộn một chiều để cho bột nó tan từ từ. Chứ nếu mà mình trộn nhiều chiều là tí nữa nó sẽ vón cục. Để cho trứng nghỉ. Lấy một lát bánh mì. Mình dùng một cái cốc. Đó, ấn cho nó có cái vòng tròn ở trên bánh mì. Dùng dao hay dùng kéo đều được. Cắt rời cái vòng tròn này ra. Cắt nhỏ miếng bánh mì bỏ vào trong chén trứng. Mì vào trong trứng mà trộn đều lên. Mình phủi hết cái vụn bánh mì ở trên cái thớt. Sau đó mình rửa sạch một quả dưa leo. Và để cho lấy dưa leo hết mủ thì mình cắt ngay đầu. Và xoa như thế này. Mình làm như thế này khoảng 2 phút. Thì mình sẽ lấy được cái lượng mủ ở trong dưa leo ra bớt này các bạn. Đó, mủ này. Mủ nó bám xung quanh này. Đó. Mình đi rửa sạch cái lớp mủ này. Và sau đó cắt dưa leo thành những cái lát mỏng xéo xéo. Xét dày hay mỏng là tùy ý thích, mình không gọt vỏ để cái vỏ ăn cho giòn nha các bạn. Mình xếp dưa leo vào trong dĩa và để ở đây. Bắt một cái chảo lên bếp, bỏ vào chảo một thìa dầu ăn. Đợi cho dầu ăn nóng thì mình sẽ bỏ vào đây cái hỗn hợp trứng thịt. Dùng đũa mình tán cho cái hỗn hợp này nó mỏng lại. Mình chiên bánh với lửa trung bình và dưới trung bình thôi, đừng có chiên lửa lớn nghe các bạn. Cái bánh một mặt đã đứng rồi thì mình lật qua hết lại rồi mình mới lật nghe các bạn. Đó, lửa dưới trung bình hoặc trung bình chứ không có để lửa lớn, thịt nó chưa kịp chín nó sẽ bị cháy nghe các bạn. Sau 4 phút chiên thì mình kiểm tra xem thịt đã chín chưa bằng cách là mình soi một cái lỗ ở giữa để nhìn thử thịt nó chín chưa nghe các bạn. Thịt đã chín hết rồi này các bạn. Bây giờ mình tăng lửa cho cái miếng trứng của mình nó vàng. Khi kiểm tra thịt chín rồi mình mới tăng lửa nghe. Miếng thịt của mình bây giờ vàng có màu sắc rất là đẹp thì mình tắt bếp. Trước tiên mình sẽ mang ra dĩa và sau đó tắt bếp. Đây, mình sẽ mang cái trứng của mình ra dĩa. Tương ớt và một ít sốt mayonnaise, nếu mà các bạn thích thì có thể quẹt lên bánh mì và ăn. Mình để lát bánh mì đầu tiên lên. Sẽ quẹt lên đây một ít sốt mayonnaise. Ăn nhiều hay ít là tùy khẩu vị của từng nhà nha các bạn. Rồi, quẹt lên một ít tương ớt. Cắt ra một miếng trứng. Ăn nhiều hay ít trứng cũng là tùy khẩu vị. Rồi, đặt tiếp cái lát bánh hồi nãy mình lấy nhân ra các bạn. Đây, mình sẽ bỏ cái trứng vào. Ăn dưa leo thì các bạn bỏ thêm nha. Rồi tương tự mình đặt lên một lát bánh mì nữa. Đó,
và phết vào đây. Phết hết cái phần sốt này, cái ne và tương ớt của mình vào. Sau đó mình sẽ lật miếng bánh mì lại. Các bạn chuẩn bị thêm một ít xà lách hay là hành lá. Giờ mình sẽ thưởng thức thử nha. Đây, miếng bánh của mình đây. Ngon lắm các bạn. Đó, các bạn thấy ngon à? Sau ít phút vào bếp thì mình đã xong cái bữa sáng ăn bánh mì sandwich với lại bánh trứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.